Chào các bạn, đây là BK về Bphone. Thì trước tiên mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái phần bên ngoài của nó trước. Chúng ta có một cái thiết kế gồm hai mặt kính trước và sau và nó giống nhau. Thì ở mặt trước chúng ta có một cái màn hình 5 inch. Ở dưới là những cái nút cơ bản của Android. Thì các bạn thấy là những cái nút này được vẽ theo cái hình dáng của cái Android 5.0, tức là rất là cập nhật. Ở phía trên thì chúng ta có cái camera trước, loa thoại và cảm biến. Thì mình không hài lòng lắm với cái hình dáng của loa thoại. Nó khá là xấu và gần giống như những cái loa thoại ở trên điện thoại Samsung Galaxy. Thì cái miếng kính các bạn thấy là nó không có phủ ra ngoài mà nó nằm trong một cái khung khung bằng nhựa. Đó, như là chúng ta sẽ có một cái khung sau đó đặt tấm kính lên. Đó, mặt sau cũng tương tự như vậy. Thì mặt sau chúng ta có bên trên là cái camera 13 megapixel, một cái đèn flash LED đơn, có một cái vòng tròn xung quanh cái camera. Thì mình thích ở cái camera này là nó có trang bị một cái lớp kính sapphire bên ngoài. Hiện tại thì iPhone với lại HTC M9 cũng như Lumia 1520 là những cái điện thoại có trang bị cái kính sapphire ngoài cùng này. Nó giúp cho camera chụp luôn luôn đẹp bởi vì không bị chảy xước cái ống kính như những cái điện thoại khác. Chúng ta có một cái logo Bphone ở giữa đây. Logo này giống như được in chìm ở dưới cái miếng kính. Và về cái phần dưới thì chúng ta thấy là nó ghi cái chữ Design by BKV và Make in Vietnam và một số cái tiêu chuẩn cũng như model. Cái là cái 64GB. Đây là cạnh bên phải của Bphone. Thì các bạn thấy là ở cạnh bên phải chúng ta nhìn thấy gần như đó là một cái phần kim loại. Nhưng mà cái màu sắc các bạn thấy thì nó hơi thiên về sắt hơn là nhôm. Trên những cái điện thoại nhôm khác mình thấy thì nó hơi mờ ngà ngà hơn. Đó, thì đây chúng ta thấy là có cái phần để tách biệt cái khung sườn của máy ra để tạo thành cái phần anten. Chúng ta có cái nút tăng và giảm lượng nằm ở bên tay phải. Thì cái nút này cũng được hơi vát dạng diamond cut một chút xíu thôi. Đó. Đây là cái cạnh trái của Bphone. Thì chúng ta cũng có hai cái phần khác như là phần bên cạnh phải. Chúng ta có cái nút khóa mở màn hình. Cái nút này khá là lồi và nằm ngay đây. Chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận nhưng mà cũng có thể là dễ dàng bị bấm lộn vào. Đây là cái khay SIM. Đó. Thì khay SIM nó được thiết kế tương tự như là khay SIM của iPhone. Thì khi các bạn rời như vậy các bạn cảm thấy một cái ngấn ở đây cũng như là cái ngấn ở những chỗ này. Thì mình không rõ là đây là cái điện thoại đã là cái bản cuối cùng nên chưa, nhưng mình chưa nhận xét nhiều về cái đó. Đây là cái cạnh dưới của Bphone. Thì các bạn thấy, trước tiên chúng ta nhìn thấy hai cái phần màng loa hai bên. Nhưng thực chất nó chỉ ra âm thanh mono, bên này là loa, bên này là mic. Và ở giữa chúng ta có một cái cổng kết nối micro USB 2.0. Nhưng mà mình thích cái cổng này bởi vì BKV đã vát cho nó một chút xíu ở chỗ này. Để khi đó khi các bạn cắm vào nó sẽ dễ dàng hơn là không vát. Thì mình thích cái trải nghiệm này của BKV mang lại. Chúng ta có hai cái ốc ở đây để các bạn có thể gỡ và mở ra. Đây là cạnh trên của Bphone. Thì các bạn thấy là chúng ta có một cái lỗ cắm tai nghe ở đây và một cái mic ở đây. Thì ở cái cạnh trên này các bạn có thể phát hiện ra cái sự hoàn thiện không tốt lắm của Bphone. Nhưng mình không chắc chắn bởi vì không biết đây là cái bản cuối cùng hay là cái bản chưa phải là cuối cùng. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái giao diện của cái Bphone. Thì trước tiên các bạn thấy là mình cầm cái Bphone ở trên tay khá là vừa vặn. Và với cái trọng lượng 145g thì mình cảm thấy nó rất là vừa, không có nặng cũng không có nhẹ. Và cái cảm giác cầm trên tay nó cũng không bị cấn. Đó, mình cũng không cần phải bám chặt cái điện thoại, đâm ra là mình cảm thấy nó không bị cấn. Những cái viền này đều được bo khá là hợp lý. Về cái giao diện của BKV thì các bạn thấy chúng ta mở lên, chúng ta thấy có nút gọi, nút mở khóa và nút chụp hình, cũng như cái giờ ở đây. Và chúng ta có cái phần notification ở đây, những cái thông báo trên này. Các bạn có thể mở cái máy ra như vậy. Thì khi mà các bạn mở máy lên thì các bạn sẽ thấy cái hệ thống cái biểu tượng ở trên Bphone đã được cái BKV edit lại để làm cho nó đồng bộ hơn về hình dáng cũng như là kích thước. Thì đây là cái việc mình rất là thích bởi vì bây giờ những điện thoại Android dùng những cái biểu tượng nó không có đồng với nhau về kích thước cũng như là kiểu dáng. Đó. Và rồi, cái thứ hai mà các bạn có thể cảm nhận được thì đó là cái phần setting. Thì bây giờ nó nằm ở dưới, chúng ta vuốt từ dưới lên. Thì cái này nó giống như cái control center ở trên iPhone. Nhưng mà mình đánh giá cao cái thay đổi này bởi vì nó giúp cho người dùng trải nghiệm dễ dàng hơn là chúng ta vuốt từ trên xuống.
Rồi, một cái nữa là về cái phần material design ấy, thì ví dụ như mình mở cái ứng dụng phone ở trên Bphone ra, các bạn thấy ngay là BKV đã tận dụng tốt cái material design. Họ đã làm cho thanh menu nó cùng màu với lại cái ứng dụng, và từ đó chúng ta thấy được cái hiệu quả của cái màn hình nhiều hơn. Tuy nhiên, nhưng ví dụ như ở cái chương trình Play này thì cái thanh menu bên trên thì nó vẫn còn màu đen. Tiếp theo mình muốn chia sẻ nhanh về cái trình duyệt. Thì cái trình duyệt này gọi là trình duyệt B-Chrome, thì nó có cái biểu tượng chim hạc với xung quanh là trống đồng, nhìn không ấn tượng lắm bởi vì cái màu sắc cũng như kiểu dáng của nó không hiện đại. Và mình thích là cái thanh menu, cái thanh mà nhập địa chỉ của nó nằm ở bên dưới, thì cái này giúp cho mình có thể dễ dàng hơn khi tiếp cận nó bằng một tay đó. Và BKV cũng trong cái ứng dụng này thì cũng đẩy luôn cái thanh menu của hệ thống ảnh lên trên, khi nào các bạn muốn các bạn vuốt xuống. Cái này nó hơi lạ nhưng mình cũng thích cái này, bởi vì bây giờ mình có thể sử dụng cái trình duyệt này xem nội dung nó toàn diện hơn đó. Mình không cần phải xem những cái thông tin mà mình không muốn xem lắm, như là về thông tin về thời gian, về pin, về sóng gì đó cũng liên tục được nhìn thấy nó rồi. Mình muốn đi nhanh một xíu về cái máy ảnh của Bphone. Thì đây là cái giao diện chính của nó, các bạn thấy là rất là đơn giản, và tất cả những gì chúng ta điều khiển nó tập trung ở phần phía dưới này. Các bạn muốn qua thì các bạn gạt qua để dùng chụp ảnh quay phim hay toàn cảnh, thì rất là hơi khó bởi vì cái này chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy đó. Và những cái tùy chỉnh gì của nó có thể chọn tất cả khu vực này, tức là chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển nó bằng một tay, rất là hay. Đây mình sẽ thử một số cái diện chụp hình. Mình không cũng thấy là cái khả năng chụp hình cũng bình thường thôi, tức là lấy nét rồi chụp cũng không phải rất là nhanh. Đó. Có thể đây là những cái máy mà demo chứ phải là cuối cùng nữa, mà chúng ta chưa có thể nói chính xác về nó được. HDR. Nhưng mình thích là BKV đã đưa nó tất cả cái khung điều khiển này, không có tách biệt ra. Rồi.